hôm nay Hồng Loan cũng không ngờ là ông bà cô chú đã từ mọi miền đất nước, từ ở nơi xa đến giao lưu cùng các anh em con và cho bản thân con. Con rất là hạnh phúc và rất là vui mừng. Con bước vô mà thấy ông bà cô chú đến mà con mừng lắm. Dạ, ông bà cô bác thông cảm giùm con, tại vì từ lúc mà ba con mất tới giờ á, tại chị nghĩ chút xíu là con cũng hay khóc đó. Dạ, ông bà cô bác thông cảm giùm con cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, sẵn đây con và em của con là Bùm Bưng cũng xin được giao lưu và tặng đến ông bà cô chú Bơm ơi Bơm. Dạ, cho con mời em con ra. Bơm chào bà cô bác đi. Dạ, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị, quý ông bà cô bác có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, bài này hai chị em nói chung là mới tập mà do tụi con cũng buôn bán rồi lo công việc làm nhiều quá, cho nên là nếu mà hát có việc gì sơ xuất thì con mong ông bà cô chú có mặt tay hôm nay thì bỏ qua cho anh em tụi con nè. Chứ Bung cũng mới lần đầu đi hát giao lưu cùng ông bà cô chú, nó Bung cũng đang rung lắm, thì ông bà cô chú bỏ qua cho hai chị em con ạ. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, bài mà hai chị em con sắp được kính tặng đến ông bà cô chú hôm nay là bài Tôi Viết Tên Anh. Bài này chắc hơi đồng cộng nha, mời cô chú thông cảm. Con cảm ơn ạ. Lên bài em ơi. Dạ bây giờ thôi con xin nhường chỗ này cho Bưng để Bưng có thể gửi tặng đến ông bà cô bác bài ruột của Bưng Bưng. Dạ dạ con xin phép được vô trong một xíu ạ. Dạ con cảm ơn.
Dạ, tiếp theo em xin gửi đến cô chú anh chị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay một bài hát. Em đã từng bước lên kênh của em một lần rồi. Bài hát mang tên Ước mơ của mẹ của nghệ sĩ Cũng Kim Tuyền ạ. Hứa Kim Tuyền ạ. Xin mời bà cô chú lắng nghe. Hay quá, một tràng pháo tay nữa cho dòng hát tình cảm của cô em gái Bum Bum ạ.